Mình xin chào cả nhà cô chú anh chị em và các bạn nha. Hôm nay mình cùng nhau vào bếp làm món chả trứng chuối nha các bạn. Ở đây là có 6 miếng đậu hũ chiên rồi. Bây giờ mình sẽ bắt nước lên mình luộc. Đa 3 lọn bún tàu, mình cũng đã ngâm qua rồi nha. Một củ hành tây, chút xíu cà rốt, hành lá, nấm mèo. Với nấm đông cô mình không có cái cân nhỏ đó các bạn. Các bạn thông cảm nha, mình cứ nhắm chừng chừng thôi. Nhắm chừng chừng mình làm chả nhiều thì mình làm nhiều, ít thì mình làm ít tùy thích nha. Ở đây là có 3 trái chuối, thay vì mình làm đường, nhưng mà mình không làm đường mà mình làm lấy chất ngọt từ chuối nha. Ở đây là 1 muỗng dầu hào, 1 muỗng nước mắm chay nha. 2 cái trứng, nếu các bạn nào mà không ăn trứng được thì cho qua khâu trứng nha. Tại bữa nay cháu nội mình về mà nó thích mình làm cái món này cho nó ăn lắm. Lần nào về nó cũng mê cái món này lắm. Nên hôm nay nó, chiều nay nó về tới. Bây giờ mình sẽ làm chân chiều nay nó về nó ăn nha. Các bạn không có ăn chay mà không có ăn trứng đó, thì cho qua. Tại vì cháu nội mình nó cũng ăn chay, nhưng mà nó còn nhỏ quá nên mình cho nó ăn trứng. Ở đây là nửa muỗng chao nha. Cái này là cục chao, một cục đó các bạn. 1 muỗng cà phê tiêu với 1 muỗng cà phê bột niêm. Rồi đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi luộc trứng. Ý quên, mình xin lỗi nha. Mình đi luộc đậu hũ trước. Mình bắt nước rồi, bây giờ mình cho vào chút xíu muối. Nước sôi, mình cho đậu hũ vào. Mình luộc khoảng 5 phút nha. Cho đậu hũ mình nó có cái độ dai. Sau thời gian mình luộc được 5-6 phút rồi, bây giờ mình vớt ra nha. Bây giờ mình vớt ra rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vắt cho ráo. Bây giờ đậu hũ mình đã vắt ráo rồi nha các bạn. Mình vắt ráo rồi. Bây giờ mình lấy cây chài, giã ra. Bây giờ mình cho 3 trái chuối vào nè. Chuối này chuối chín rục các bạn, nó thơm lắm. Nó ngọt rồi lắm. Bây giờ mình sắc nấm mèo rồi vô nha. Rồi những nguyên liệu mình đã sắt ra hết rồi. Bây giờ mình cho ha. Cho dầu hào vào nè. Nước mắm. Chao. Tiêu, bột niêm. Hành phi. Đó, tỏi phi bà. Cái này là hành phi nè. Nãy tỏi phi.
Cái này nó sẽ thơm cái mùi mắm nhẹ nha, tại có chao mình cho chao ít. Còn cái mình không cho đường mà nó ngọt từ chuối nha. Các bạn nhồi khoảng chừng 10 phút cho nó dẻo. Mình cho vào đây miếng tương cà nha. Khoảng một muỗng canh tương cà. Tương ớt đó các bạn. Tiếp tục mình cho và trồng trắng trứng gà cho vào. Các bạn nào ăn chay không ăn thì cho ra nha, không khỏi cần cho nha, tại vì mình làm cho cháu nội mình ăn. Ở đây là hai cái trồng trắng được, hai cái trồng đỏ nè, tại mình làm cho cháu nội mình nó ăn, thành ra mình cho nó có chất dinh dưỡng chút xíu, nó còn quá nhỏ. Cô chú nào không ăn thì mình đừng cho vô, nó cũng phải vẫn dẻo bình thường, vẫn ngon bình thường. Rồi mình để đi cho nó thấm, nó thấm chút xíu nha, khoảng chừng 5 phút rồi mình sẽ đi. Bây giờ mình bắt cái nồi nước sôi lên. Bây giờ mình lấy 6 cái chung ra nha. Mình thấm dầu nè. Để lát nó không có dính. Thấm vòng vòng cái miệng luôn. Hồi nãy giờ mình cho cái nồi vô nồi nước sôi đó là nó cũng còn nóng lắm. Để ép xuống. Ép nó dẻ xuống là cái miếng chả của mình nó mới ngon nha. Bây giờ mình làm đủ 6 ly nữa rằng. Vừa nghiến luôn, không dư mà cũng không thiếu nha. Bây giờ mình đã bắt nồi nước sôi lên rồi, mình sẽ cho vào hấp. Bây giờ mình lấy cái giấy bạc mình đậy lên nha. Nó có tuôn nước thì nó tuôn xuống đây, nó không có vô chả của mình. Rồi mình hấp 45 phút nha. Bây giờ chả của mình cũng đã chín rồi nha. Bây giờ mình lấy trồng đỏ của hột gà nè, mình phết lên. Bây giờ mình quết trồng đỏ trứng gà vô xong rồi. Bây giờ mình cho vào đây miếng ngò rí nha. Mình trang trí cho nó đẹp. Bây giờ mình trang trí một cái miếng ớt với miếng ngò rí nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại. Mình hấp khoảng 5 phút nữa nha. Hấp khoảng 5 phút nữa cho trứng nó chín. Sau thời gian 5 phút mình sẽ lấy ra nha. Rồi mình để nguội ra rồi mình sẽ đem ra chia sẻ các bạn nha. Giờ nóng quá, nóng quá mình không có ấy ra được. Giờ để nguội. Bây giờ chả của mình cũng đã nguội rồi, mình cho ra dĩa nha. Các bạn thấy ngon không? Giờ mình cho ra đây nha. Giờ món chả mình đã cho ra dĩa, các bạn nhìn thấy ngon không nè. Cái này là mình không có cho muối nha. Các bạn cứ thích cho vào thêm tí xíu muối cũng được, tùy mình. Khi mình nhồi chả xong rồi mình nêm nếm lại thử có vừa ăn không. Còn ở đây mình lấy chất ngọt là mình lấy chất ngọt từ chuối chứ không có lấy từ đường nha. Tại này mình làm cho cháu nội mình ăn á. Rồi mình sẵn đó mình chia sẻ luôn. Để mình cắt ra thử nha. Nè,
Nè các bạn thấy ngon không? Ngon lắm nha các bạn. Thôi giờ món chả của mình cũng đã hoàn thành rồi, mình chúc cô chú anh chị em làm món này ăn ngon miệng nha. Cái này mình có thể mình ăn với cơm trắng hoặc là mình ăn với bánh mì cũng được nha. Các bạn có thể là chiều mình hấp rồi mình để vào ngăn mát tủ lạnh, rồi khi nào ăn á sáng dậy mình ăn mình lấy ra mình hâm nóng rồi rồi cái mình nhận vô bánh mì ăn cũng ngon nha. Nhận vô bánh mì đồ chua rồi rau thơm rồi vô mình ăn rất ngon nha. Thôi giờ mình xin chào, chúc cả nhà cô chú luôn luôn bình an dồi dào sức khỏe.